vòng qua một vòng nữa đi. Nhưng mà tôi không chịu, đá cao quá là không được nha. Đá quá rồi nó nói là thầy chùa ác quá là chết đó. Đi lên đi Nghiêm Minh đàng hoàng đi. Ông nội đó biết gì mà có người nói đúng không? Nó nói thầy chùa ác quá chết nữa. Kìa Cầm Phương nghe nè, cái xe nhà này thoải mái quá hen con. Vậy mới được phải không? Gà tơ đó. Đây là thầy nè con. Thầy Quýnh nha. Xích tơ chút rồi. Trong khi gà kêu mấy ngọn đèn cháy con lẹ lên. Nè. Nè nè mấy bà con nhịn gà nè. Nhịn gà kìa. Con đèn về thầy nè con. Ừ. Được quá rồi. Không nè. Áo lên kê, linh kê một xá. Thầy không có quan tâm tới đó. Quan tâm cái này đi. Tôi nghe nhưng mà cũng quan tâm, tôi quan tâm vụ này. Không chi, không cần thiết ra. Không chi, địa nhật nguyệt quang quy. Hán cấp tá hạ một xá. Đó, hai xá. Ờ. Quá hay rồi. Tổ chăm à. Gót gót. Vô vô. Đổ dữ sao nó thở được. Tiếp tục. Cái tiếng kia gọi là xem. Được rồi, được rồi. Còn hai lần nữa. Nhị bái, xá hai xá. Chết tôi, xỉn luôn giờ đó. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc những cái bài vị nè, nghe nè. Lai lâm nha. Cho anh ta uống viết bây giờ thì nhắm mắt. Cách đó hả? Chuyện chuyện kêu được. Tủ trăm mà. Rất là bông. Rồi. Hổm gà là biết rằng không đóng cửa. Nhưng mà tối nay để y vị cho thằng Phương nó về nhà. Chừng nào đúng 3 giờ khuya chúng ta mới phá cửa lại được. Để vị hoài nha. Rồi còn lần nữa nha. Dạ. Để ăn trộm vô lấy ba cái tàu này. Tiếng kia tiếng này nữa trời nó chết. Tin nè. Tại sao Lai Lâm nói vậy nó được ha. Ông nội đó im con nội. Bây giờ lần nữa nè. Rồi đi về nữa con. Đừng. Dòm hôn à. Con gà dòm về thầy nè con. À, chốc nữa đây nữa nha. Thì dông đã về rồi. Thì thầy mơ ước cuộc đời mình đã làm xong rồi. Thì con sẽ đi lậu về nhà nha. Đó. Đó. 4 giờ 3 xá. Tủ căm à. Vô luôn xin luôn. Tại sao cự? Xong rồi gà, gà. Nhị bái, xá hai xá. Gà hết thấy đường luôn rồi. Gà lại, quay gà cho đứng mã đây, quay mặt lại. Ừ, đứng bên đây được không thầy? Được. Rồi đứng đây. Xin luôn rồi. Xá ba xá không thầy? Ờ. Rồi bây giờ hỏi ý kiến gia đình nè. Mình đã xong rồi. Bây giờ cầm cái. Nè, ông này cầm gà nên cho ta rửa mặt. Có cầu vòng sông đây rồi sao mới được. Lấy ly nước đá ra đây rửa mặt thôi coi. Ly nước đá. Cho ly đá, cho ly đá. Tâm tỉnh coi. Tỉnh quá rồi. Rửa mặt gà. Nhanh Tăng ơi. Mấy con rửa mặt chứ rửa mặt gà gì. Rồi con gà này nó giống bằng đèn luôn. Dễ ơi. Rửa mặt. Dạ. Rửa mặt uống về nắc thang cho có xong còn à. Đi đi. Ngay giữa ông Thọ. Ừ. Có xong còn hà mới được. Rửa mặt gà hả? Rửa mặt nó thầy. Rửa mặt nó tôi vô nắc thang rửa mặt gà làm chi. Rồi nó vô rồi. Để thầy la nữa. Thầy khó quá mà. Tự nhiên la rửa mặt tôi biết rửa mặt ai á, còn rửa mặt gà không mà. Rửa gà cái luôn đi con ơi. Một miếng nữa cho thầy làm phép nắc thang. Miếng bên kia thầy. Ông đẹp trai kệ ông. Ông đẹp trai kệ ông chứ. Múc nước cũng phải đẹp trai nè. Nè thấy không Vĩnh. Vĩnh đàn cày cũng phải đẹp trai nè. Con gà đàng hoàng nè. Mời bà chị lại đây ngay ngay giữa. Bà chị. Rồi biết nãy bấm nó biến. Đứng ngay giữa. Đứng ngay giữa.
nghe đọc nè. La lam la lam. Đúng nữa. Rồi làm thầy đúng rồi. Trời hết chứ tới đâu đổ đi sao nhìn cho nó đậm. Con về nhà nha con. Thôi, bước qua bển đi. Ờ, bị chốt à. Đây gì đâu, chút xíu thôi tôi bỏ túi. Nhưng mà bốn đậu ở đây chưa? Đây rồi. Đây gần 60 tuổi rồi, biểu tay dễ. Ông nội kia công an con làm việc mà để tan thầy bắt tan lấy cái dây cái tan địch ngang đây nè. Đúng rồi, ông mặn ăn gì kỳ khâu vậy. Cậu coi không có nội để đâu hậu thầy cần kỹ đâu. Có ông Phúc Tròn cũng chấm từ đó nha. Ông hơi dị mấy tôi làm việc từ ngữ cho hay. Không, thầy Phúc Tròn. Ông có quyền cầm gà đưa ngoài cầm. Ai ra ngoài đâu cả. Hãy đưa thôi. Đây, cầm cái gà đi. Ừ, ngoài cuộn gà cái mía với gà vô vô sẵn đi rồi đưa chè đây cho thầy sắp nè. Dỗ rồi mày không la mày chết chứ tao. Không biết chết chứ ăn vậy gì. Đi toàn bộ nó đây dâm cũng theo mấy người đâu mấy người nữa. Tự trưng ăn hồng giác luôn. Rồi đem ra làm sao? Đưa đây còn hai chén chè ngoài sau nữa vậy. Rồi bây giờ cho sâu để đây đi, sâu đem đây trước đi. Chưa có để sâu cho nó gắt muỗng này làm gì rút ra. Học lên một ca nữa nha. Sâu tôi chỉ sâu ai. Giống đám ông đấu ngày hôm qua. Tương còn la còn nè nè. À, cái đám này ngộ nha, đem dĩa Trung Quốc không nậu mà để không muốn liếc nó cái đâu. Mới thấy cái em vậy chưa rồi vậy tạm đỡ đi múc nữa con múc chè dông ba chén chè thôi à. Múc ba chén chè với dĩa sâu. Hai chén dĩa sâu nữa. Ba chén dưới này nè, để trên dông. Để dông ba đi. Cái dông của bà mà để dĩa sâu vô cũng lại luôn. Đây nè thầy. Ừ, dĩa chén chè. Dễ, để vô gác ba cái muỗng trên dông kiếp thì vậy. Ở dưới cây cầu thang kìa, thêm dĩa sâu nữa. Dĩa sôi nữa. Ủa sao có sôi không? Nè, ở ngoài sau có chè chưa? Có rồi, có sôi chưa? Sôi để y gì? Dĩa sôi nữa, hai chè đủ chưa thầy? Ở sau hai dĩa sâu chưa về? Chưa. Chè đủ cái gì đó. Đấy, dĩa đó, đây nè. Sôi nữa. Dĩa sôi đây. Dạ, sao để như vậy? Ờ, à, đúng rồi, ở sau cũng tròn vẹn gì nữa, để y gì? Cái đường đi chứ. Dạ. Thầy chưa để vậy đó. Để đường đi cho ông đi cái gì vậy? Ông dành cái đường đi. Hả? Dông đi ông mà ai ai đi. Đâu khó mà cẩm tôi đi ba vòng đi không nổi. Thầy có kêu tôi cẩu đi chứ. Có hai thầy trò chọt quá. Không có tôi thương bậy gì nhà nó cái chục hơn ngày người tôi không à. Thầy mà không đợi đâu thầy buồn lắm đó. Ông thầy nó dễ Trung Quốc cũng gặp đi gặp lại nó trông. Canh đừng cho tắt á. Xong rồi đốt ba cây nhang cắm giữa mã như khung viên ở giùm tôi đi. Mình đó đi thôi con, lại đi con. Nghiêng về bên kia. Che dông nè, ông thầy đã không chịu nắng rồi. Đốt nón ra. Cái gì chịu nổi nữa. Trò thầy sao trò à, nghỉ với hai lại. Hai lại. Tôi có bắt ông làm gì không hả? Ôi nhìn ngón đèn mà nhớ bà nhớ Diệp. Bộ sợ thầy cháy áo cái gì vậy? Chết giờ cũng cam đành ngủ à. Nghĩa tế trà chăm á. Đèn lúc bữa nay viết nghĩa tế chết không lại chăm. Lúc tiệm rồi mà dựa góc đột mà tự hoài biết sao nghĩ. Không nói nữa nha. Nghĩ mới hai xã tam bái sáng phạt sáng
Rồi, thằng về, xích ra cho thầy đi. Ngặt con cái làm sao mà nhảy qua cái hố này nè. Có đâu để con ẵm cho. Những cái dán gác qua bên đó đó. Kìa còn một miếng dán kìa. Dịnh coi. Ai gì đà Phật. Quá thầy sợ cái dông lan dăn vậy thôi. Mình đi ra đặng nó đi vòng cung nè con. Ừ. Nó bỏ vô hết đó con. Nè con gà cái mía tiếng tiếng tới con. Cho những cái dâm qua những người có tang khoan đợi. Người những người có tang đi sao á, con gà đi sao dông á. Gà đi sao cái bằng dông. Sao mà làm ăn sống nhăn lại đây coi. Này kêu đi người có tang đi trước. Sao nghe lời đây vậy? Gà đi sao. Thầy lấy con trồng sáng không phải. Đi cho đàng hoàng nè. Ở đây là một vòng. Ở đây là một vòng xá Lưu Hương ba vô mã 32 xá. Đánh con gà lên kêu một chút coi. Mắt đạp người ta vậy đó hả? Chứ đánh sao? Ờ mà không. Mình đánh cho kêu coi. Dễ dở cái lưng đó. Chuyện ra đừng một chuyện nó bà lầm. Một vòng rồi à, mới thấy à, đi hai vòng nữa nè. Mới thấy. Ờ, mới thấy à. Dĩnh. Tôi làm việc ông coi. Ông biết chỗ này là chỗ gì không? Sao ông dẫn hoài vậy? Ai khai khẩu không? Hả? Đi tới đi. Có phút toàn mà không biết cái gì là cái gì. Rồi đã con phim nó dính vô đó rồi như lên mạng nữa, chết nữa. Cả đằng kia đạch sợ giờ tác dụng này nữa. Cho nó ma sát đâu cừ giết như. Rồi đi nữa. Ông chủ tịch chúng nó ai quay cho thầy. Xuống chiếm quốc toàn á. Nè, xá hai xá. Đánh gà lên. Ờ, mới quá xuống. Hay, quá hay. Nhưng mà không nói điều lĩnh nha. Không có nói tào lao á. Không. Ai khai khẩu như vậy? Hả? Tôi khó đó nha. Qua một lần nữa tôi đàng hoàng nghe chưa? Rồi. Dĩnh cái cầu không mã dùm coi. Nhào đầu không biết làm gì. Tôi theo mấy người chợ luôn. Thôi, không tăng. Để mở đây chút. Rồi mở. Chưa có được, muốn cái gì hỏi tôi. Ai cho ông làm vụ đó? Ông mà muốn bắt gà ông ra làm sao? Lơ mơ là ông thả cho ông nha. Của con gà, lấy con gà đây cho ông thầy. Cầm cái miếng lao ngay bên hương hướng nó dùm đi. Hàng cho miếng nước đi về cho khách nước. Cho thầy miếng nước luôn. Tại đây. Bị sáng hay đám không. Ờ cảm ơn đó. Dưới đất á. Ờ đây đó nhưng mà phải xuống đất. Đâu rồi, đâu rồi. Đưa ly nước lại cô con. Thầy mà kêu bả hay gì trời. Bị bả hay gì. Trong đây ngộ luôn nha. Hồi nãy dễ chung quắc giờ tới bả nó ngộ chung quắc gì nữa. Sáng trên kia thì nói sư cô ơi. Sư cô lên mạng chọc Phật ơi. Họ cứ trịch tỉnh không nói chuyện. Cái về gia đình nó thăm thầy sư cô gì ông nội. Sáng sư cô giờ này kêu bả. À, không có thầy trên đám ma bà kia. Đâu rồi đưa nước cho ông thầy coi. Trời nước là nè nè nè. Ông xích bên bên bảo ông tiết chùm lông gà lắm hả? Lại. Ông đạp ra muốn mắc thở. Có đạp ở đâu? Bứt con câu nó không à. Bóp con câu nó. Đây rồi, bóp bứt nó. Bóp bứt nó. Để cho thầy. Để cho thầy uống coi. Từ hoài lên cùng băng này chắc nước cự nó cắt tám làng nữa. Đừng đưa lên ngày hút toàn không đủ. Tới đây nó chừng sạch. Không có cường nữa đâu. Nhìn dáng gà. À, linh kê. Một xá. Ờ. Thông chi địa nhật. Nghiệp quan quy một xá. Ngũ hòa trường canh. Tối bắt mê. Bớt thở lên chút còn nghiệp quá con. Thức tỉnh giống hồn. Mau trở lại hồn. Bà Dương gia đi nghe mà. Án cấp bắt ấn nè con. Đó họ nghiêm minh vẹn gà. 4 giờ khuya chim kêu dượng hót. Sao thở hoài con. Dông hồn bà
Phưởng ướp đâu đây? Đó, một xá. Rồi quá hay nha con. Ừ. Cá chấm chấm chào. Đổ giờ chết gà. Dẫn nó đổ hết đi nước tôi đu lại luôn à. Xá xá nhị mai. Người nào cầm ngọn đèn đứng kế gà thầy đọc tiếp ra hai lần nữa nè. Đây có con giò hả? Cầm hai tay hai giò. Đâu có ai mượn ông khai khẩu vậy? Để gia đình ta đưa lên. Con, thầy rướn nước này cho con. Ủa, bột xá, mát quá là cái gì? Rồi lâm, con xong quần hàm mới được á. Hỏi thầy đốt thì nhìn mặt tôi chứ thầy. Người ta có mồm lắm lửng á. Hoài. Khỏi, tới đây tôi bên hông tôi đốt rồi. Kêu ông nội sẽ kêu luôn nha. Ủa là khó à. Phát biểu lại cho đàng hoàng nghe chưa. Bữa ăn bữa đám ma mà chịch chứ không thầy đem thầy về không dẫn dông á. Có người năn nỉ đó nha, không phải đi giỡn á. Rồi nghe nè, gà kêu dượng hót một lần nữa. Xá xá. Xá nữa. Quá hay rồi. Rồi để ly nước xuống. Rồi bây giờ để xuống được chưa thầy? Hả? Để cái đèn xuống. Nó không có làm khỏi gà. Rồi bây giờ có mặt hút tròn ha. Rồi ông thầy sẽ thả gà theo từng hướng thứ tự. Cái người nào con gà là ông đó phải không? Rồi, về luôn phải thầy. Không có ở đây được. Ở đây anh trẻ hả vậy? Lai lâm dông hồn dòm về dông là con. Bà đương thức tỉnh đó. Địa tạng tu tôn lai nghìn tiết chịu vong hồn. Bà Lê Thị Đợi Thảo Đăng tịnh đổ dông hồn lái lâm. Rồi đi chỗ khác. Ừ rồi. Rồi xá dông ba xá con. Ông thân ai đã biệt. Đưa cái nón lá đây chị ở ngoài. Sao chị xem đây chị đứng đây. Đưa nón lá chổng kìa. Không cho luôn. Con chưa đáp được người ơi một lại. Chà chấm à. Hồi sáng này có cái thằng khùng khùng nó đi ngang á, cái tới ông Thịnh sao không? Nó nói nhà ông Thịnh đắc ý nhất là cái câu chà chấm chấm chơi. Nghe không nghe không? Không để lâu cúng lại đi. Vậy cái cầu lại lầm á, lại lầm á. Vậy đó hả? Ừ, vũ lễ mấy vị. Vợ chăm chồng cháu, vợ rồi vợ con. Vợ con với cháu. Nhị bái. Hai lại. Hãy đầy đủ lễ mới được chứ. Có nghe là đứng la quá ông nội đứt mạch máu chứ. Dạ đứt chết thèm cũng được nữa. Quỳnh nghĩa cũng làm mà. Tiền pháp tu hảo hoàng mình vô đẳng lưng. Ai nói cũng dám từ vậy chứ. Ngốc đầu vậy con, nãy giờ cũng mệt rồi. Hắn vậy mới kêu 4 giờ. Hắn à. Linh kê đánh vô gà 3 cái coi. Sợ nó đau gì ông nhẹ nhẹ bạc hạnh lên. Một lần, 2-3 lần nữa. Mô Phật à. Kê linh. À, tủ châm. Hãy cho gà uống uống rượu cho miếng nữa. Nhị bái xá hai xá. Xá đi rượu hai xá. Rồi ông cầm con gà đưa ly ly rượu đây. Ông uống. Không phải. Hả? Ông uống cái gì? Không phải. Lấy cái nè. Lấy cái tài nhang ở đây sao mà lo vụ này đi. Áo cháy thành thật cái gì. Để tài nhang ra cho tôi thỉnh cho tôi chị. Áo cháy là thành thật nước. Rồi. Xin cảm tạ những người có thăng bằng quyến thuộc nơi đây. Thảo gì vừa nó con. Chúng còn bê đầu bái thỉnh cắm nhang vô. Rồi nghe nè nghe. Án linh kê, linh kê. Sáng gà một xá dưới lại một lại. Ủa sao sáng gà ông nội. Án linh kê, linh kê. Không chi địa nhược nguyệt quan quy. Ngũ quả trường canh tối bắt mê. Thức tỉnh dòng hồn mau trở lại. Án cấp tá hạ. Buông tay ra cho tôi vỗ.
nữa, hai lần nữa. Rồi, đưa gà đây cho tôi. Để một lần xuống. Ông này đưa người ngỏ cái mã mà hút thuốc cái gì dẹp quăng bên. Để xuống. Không, đừng làm gà này, đừng ra chặn con gà. Thầy sao thầy khó quá thầy. Chị ngộ quá, đừng nói chuyện nữa. Bây giờ thầy muốn tôi cầm dù hay là muốn tính sao thầy đây? Bây giờ, đưa thầy cái dao chuẩn bị ngang đây đi. Đưa thầy cái dao cắt cổ gà ông. Nói gì người ta nói. Thôi không nghe, nghe nè. Đứng vậy, không ngồi vậy. Rồi. Đưa cái ly nước đá rồi đây tới tu phần con gà này nè, đưa đây rồi mới bắt được. Tại áo này quá dài rồi, tại áo này có chừng ghi quả quà. Vậy đó. Rồi đưa đây nè, rồi quỳ xuống tất cả nè, chị kêu. Nghe tôi đọc nè. Con đứng lên đây cho tụi con. Thầy giờ dịnh con nè ha. Nè không không. Khổ thế liễu đâu. Ấy Trần Tâm con thăm Hoàng Hà đặng tối nay ông đi về nhà. Ủa ừ. Ủa cũng gán chịu nữa còn mát dữ hả con. Rồi Tâm đi nước này đi. Rồi bây giờ nè thả gà. Người nào đính chánh cho tôi làm nha. Dục ở đâu? Cái ông này không được, tôi ra làm sao tôi vô. Ông ra trước đó đi. Mấy người không có quyền xâm phạm được. Dỡ nón ra. Đi ra khỏi mã nha. Mở cái dây này ra nè, nó dục được. Mở cái dây ra. Thì thầy dục đi, có sao đâu, mở ra chạy bắt không được á. Ông thằng này nó hay lắm chú Toàn. Nè. Để vậy đi, dục thấy đi. Thầy sao mà còn điều ác trời. Vụ gì? Rồi lại ba lại đi bưng dâm về. Rồi xong. Rồi kế ông này là trứng nè, đem lại bán hậu lại đó đi. Rồi đứng chắc tay lên coi. Ông nói với bà này là hai chồng mà. Này bà nói vậy nó mới xứng. Sao chấp ông? Nói sao nè. Ông ngộ quá à. Chấp nói nữa rồi mới chịu. Trước mã mà sai cho chính đáng vậy mới được. Rồi Nguyên Minh đi. Đại má nói vậy. Dương chi tình thủy viên ca. Ủa cười cái này. Không. Trời nhân thiên. Chưa gì cái bà Kiều cho gà. Thì mình cứ nãy cánh trước rồi. Gì vậy má? Này là hỏi lòng gì đó má. Quả hồng riêng một lại. Các hàng bồ quà chứng minh ủng hộ chúng con từ dài từ đất trường thắng cùng nhau. Để giúp giúp cái ông đó kìa, thấy mắt chân chút vậy đây thôi. Ăn gà tự trồng trồng nghe cho mang tội lòng từng kiếp sau một lại. Còn cái ông thấy đường thì ngầu đi đi nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đại từ đại bi đứng vậy hết. Vẫn chưa có đi được sao mà hát đi rồi chú chưa có gì cho đi ra sao. Chưa đi ra sao rồi tới ra sao. Ra sao ra rồi chú này nè. Chị đi. Tiếp dẫn trong. Đi thêm hai vòng nữa nè. Bóp hậu cầu nữa. Để dưới lâu á, đừng có đằng lên trên. Mở cái bả mấy chục đằng. Để dưới bóp hậu cầu đó đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vòng ba dỗ lên cho kêu lớn rồi coi. Bỏ phò cầu nó lập hoài. Nó không kêu luôn rồi gà giá trời. Nó bị khang tiếng rồi. Rồi đủ ba vòng rồi. Nó kêu rồi. Giết chết hả cha. Nó không kêu luôn. Án lên cây, lên cây. Đủ ngày chưa vậy, án lên cây trước tôi rồi cha. Trước thầy. Đứng đây coi. Chưa hết trơn, chơi trước. Giờ hôm nay.
À, linh kê, linh kê. Đưa cái nhang trong dâm qua là cái bài vị người ta thầy làm cho. Chú này nó cũng linh quá nha. Thầy không nghe. À, linh kê, linh kê. À, linh kê. Thông chi địa nhật nguyệt quang quy. Ngũ quạ trường canh tối bắt mê. Một lại chị. Thức tỉnh sao không dòm vậy ra. Dòng hồn mau trở lại. À, tấp tá hà. Để cái nhang xuống. Uống nhiều vô. Trời ơi. Hết bao cầu tới vụ này nữa. Cầm giấy vụ lên. Có thương ổng phải làm cho đàng hoàng nha. Sao nói chuyện hoài vậy? Dạ. Bà Tình Thê đứng bên nè. Dạ. Đây là bà Tình Thê chưa gì đổ gì. Cho gà uống rượu lần ba để mà dông giả đi về nhà. Khoan để con bắt ấn hả? Dạ, nghe nè con. Địa tạng tu tôn lai nghinh. Sao mà mở mắt hết được rồi con? Vì là tiếp dẫn. Ồ, chát đứt rồi. Tú độ, dông hồn, tạo năng tịnh độ. Tới bà Tình Thê nè. Đổ. Dùng mắt không sao mở. Chút xíu thôi. Vuốt dùng mắt. Để cho bà đổ đi. Ừ, được rồi. Nhị bái lại hai lại. Rồi bây giờ nè thằng trai đó đó cầm ngọn đèn này đưa chỗ mặt con gà cho ông thầy coi ở dưới ta biết đường ta thấy mình làm lễ coi đưa ngọn đèn dầu đó nè hướng về đây tôi đứng về ngay mã tất cả chắp tay lại kính bạch ông cụ Lê Văn Măng giờ này là ở dưới được 4 giờ khuya rồi mình thì 1-2 giờ trưa sao đưa ông đàn ngay mặt thầy hoài chèn kiếm được ra thầy Phương cái gì vậy gà hãy mở mắt ra chúng con đê đầu ngọn đèn và con gà để hồi hướng cho vong hồn mong mau về nhà này á ngày dĩa sôi bây giờ nào dĩa cũng sợ xá vô bạn gà ba xá rồi để con đèn xuống